Quên chết ba thằng luôn. Chào mọi người trở lại với series Bonfire tập 3. Wow, tiếp nó đặt hàng. Hôm nay mình sẽ thay khu đóng tàu. Dạ, đương nhiên rồi. Giống như hôm trước mình nói, hôm nay mình sẽ xây khu đóng tàu và mỏ sắt, không có người, có ba người, ít quá là ít. Mỏ than, than quá trời, quăng cả mỏ than qua xây sắt hợp lý luôn. Mỏ sắt đâu nhỉ? Đây. Một người hành hương từ quần đảo Quân xuất hiện mang theo một câu chuyện huyền thoại. Thế à? Gửi cái gì á? Không gửi gì hết, xây dựng. Rồi ok, khu đóng tàu. Mà giờ khu đóng tàu là mình phải xây thêm tàu nữa các bạn. Nó vậy đấy. À, có nhân sự, quên. Ủa? Dương này có thể đi lên tìm mình lúc mới. Ồ thế à. Có hai người thằng Khang nữa kìa. Nó không chế tạo được gì nữa. Đâu? Tôi về thuyền là 50 sắt với 200 gỗ. Ồ dạ. Mẹ. Ok. Mấy thằng lính chờ giáp nó rồi. Ghê. Giáp nó nhìn ngầu đấy tức. Rồi, chúng mình bây giờ nó cuối cùng những điên rồi. Mệt á. Nên mình sẽ xây dựng thuyền thử cho nó mới làm, nó thử mấy cái gì ra, kiếm mấy cái gì mới. Yeah. Đấy, hai con luôn á. Rồi tuổi gì luôn á, thề. Trời, tên mình tuyên bố bạn tuổi gì. Linh gác chết rồi mấy bạn. Linh gác một thằng chết rồi. Em mới gáy xong. Chết bà rồi. Lại cướp. Mới gáy chết bà rồi. Mình sẽ kiếm thêm một thằng linh gác nữa bạn. Chiến binh nè. Quăng chiến binh. Chiến binh làm cái gì nhỉ? Không biết luôn ạ. Quăng chiến binh qua cái gì đi. Để đi. Không sao. Ok. Biết cầu cho hôm nay nó sẽ có những cái thằng dân làng khác qua ha. Nó sẽ vì nó sẽ giúp sức được mình nhiều hơn. Hi. Tốc độ mấy. Vô cho nó làm đánh gác rồi. Đánh gác nó lại ra nữa. Xanh đó. Tối khá là nhanh, tại mùa đông đó nè. Mình tối nhanh hơn mấy mùa khác không, nhưng mà mình thấy cũng khá là tối, khá là nhanh. Và cái đá quý mình không biết là làm gì. Ngọc than bản thiên thạch không biết làm quá gì, hay làm cho mấy thằng lính gác nó thèm tuồng ở biến thành trộm không biết luôn. Game đồ chết quá. Chết. Ngắm máu ghê, mấy con nó vô nó khèo cái nhẹ hay là bút hơi rồi. Mày giết hai con kia mới giữ, giết hai con sói. Sang rồi cho nó sớm vào nhà đi. Đúng rồi, làm việc đi.
chiến binh vẫn không biết nó làm gì luôn rồi. Mà mình sắp đủ rồi nha, chỉ còn à 40. Phải chích bà dân làng ngủ trong tình trạng bị đói. Có sao? Chết bà, bắt bà. Thôi sẽ ngủ. Không thể để thật sự. Chàng gia súc. Thời gia thuộc nâng gác chiến binh thôi. Cho chiến binh gì quá nó gì chứ. Ừ, có một thằng qua không? Thằng qua không? Chế tạo cho nó xe đẩy và quăng nó vô nông dân 4 thằng rồi đó, mà rồi đói nữa là quýnh chết bà luôn. Thuyền, yes, thuyền đâu, thuyền đâu. Cái đó nha. Kiếm thuyền, nhà thám hiểm nè. Mình sẽ cho thằng mà người chăn gia súc thợ xẻ gỗ đi. Thuyền lên đi. Đâu rồi? Chuẩn bị đi. Nó đi mọi người. Ở đây rồi. Rồi còn lò luyện than khá là lâu, gỗ 200. Đâu rồi, đủ. Ngon. Good. Được anh ơi, good. Đi chừng nào mới quay lại với bạn một. Chắc khá là lâu. Ui, lại thêm một tên trộm, sao mình ngu thế nha. Nè, tập nào cũng có tên trộm, tập 2 cũng có, giờ rồi, có 5 thằng sao không biết lại không. Ui, quánh đi nữa. Quánh đi. Ui, chết. Đấy, ba thằng luôn á. Nè, có lại mùa đông. What? Mấy dân tộc Viking của mình khá là ghê. Đi mãi chưa về, hay là đi về cái mức bạ thì tiêu tiền. Khi bơi về luôn. Khá là nhiều. Có một thằng nữa mẹ. Chờ máy. Xung quanh nó vô. Gọi là mỏ sắt thôi. Chỉ có mỏ sắt thôi đấy. Mỏ sắt để mình làm cái lò luyện thép này khá là nhanh nè. Được. Lò luyện thép thì được cái gì nhỉ? Mình sẽ làm được đồ thép. Cũng được. Ngon. Ngon. Rồi. Sạch đây. Mình ngủ đi con, mai làm. Không biết tối nay có cái gì nữa đây. Nào không có giáp, ôi hình như một thằng không có giáp nữa. Đúng rồi, một thằng này không có giáp. Mình phải chế cho nó một cái giáp. Tốt thì. Mà muốn đánh lại mấy hai con khủng bố đó thì phải giáp thôi. Dạ. Đêm thứ hai chúng nó lại tới, hình như con bự nè. Con bự, con nhện. Đúng luôn. Một con, thì chắc con bự này một con. Nhưng mà con này hình như yếu hơn cái con màu xương. Máu nó trâu hơn. Nhưng mà vẫn lẹ. Nhảy, vịt. Không nào chết. Wow. Con màu xương nó mạnh hơn bạn, nhưng mà nó ít máu hơn. Ấy luôn.
Trời đã sáng. Một nhà thám hiểm đã phát hiện một thành phố xa lạ, đường giao thương. Là cái thằng kia nó về rồi mấy bạn. Như cái thằng kia nó về rồi mấy bạn. Buôn bán. Oh. Wow. Hết tiền không? Văn thư cổ. Holy shit. Ngon. Được gì nữa không? Mình có văn thư cổ này mình sẽ được đi đâu nè? Chờ xây dựng đến 49 hả? Mình sẽ đưa hết qua. Thả thư cổ đưa hết qua bên kia. Đưa hết qua sắp. Không thì gì hết. Tìm được văn thư và có được thuyền là mình có thể xông pha. Nhưng mình sẽ cần 29 trời. Học tiết cho cố vô rồi tính toán như mới lên lớp 1. Chán. Mua văn thư cổ không biết được gì không. Mình sẽ bỏ vô đó học giả cần. Ok, sẽ xây dựng thương lò luyện thép. Đấy. Áo giáp sắt không được. Mình sẽ được khiên thuyền liền nào. Được gì không? Áo giáp sắt khiên. Ủa mình không hồn. Mình đâu ta? Đây lên kiếm thép. Amazing. Đi. Rồi cái hàng văn thư cổ mình rồi. Không chuẩn bị gì hết. Nó sẽ dịch mấy bạn, nó sẽ vô học. Còn mình sẽ chia dân sự qua là nông dân, gia thuộc. Nó sắp mình sẽ chia rồi. Nữa ha. Kiến thức có khiến một cái này bị thay đổi tâm trí. Holy. Chơi ngu rồi. Còn nhân loại phá điên. Má học xong điên luôn, thấy chưa? Đưa cho nó chi. Mất luôn 10 nhập. Nhưng mình sẽ bỏ cái này hàng ngày qua. Thay đổi nghề nó sẽ qua. Sắt than, ok. Ok luôn. Không, mình sẽ bỏ sắt 3 thằng thôi. Mình sẽ đưa qua cái thằng này. Gỗ. Ta sẽ gỗ. Ok. Mấy con đây. Hai con. Nó chạy mấy bạn. Mình xem chết luôn. Vãi. Mình còn 4 thằng ngon cũng được. Cũng được. 4 thằng cũng được. 4 thằng cũng được. Cũng ổn. Phải. Nghe học xong đi rồi gặp bọn này nữa mãi cứ thiệt. Game. Nào được coi cái thằng luyện thiếp hai thằng. Cần à. Mình sẽ lấy cái gì qua nó. Cái gì cái cuốc. Được chứ. Chế tạo. Nhân sự nông dân lính ghê không được. Ê, sao rồi nó không được. Không được bao thang không biết được không. Bao thang à, bao thang dùng cuốc. Ok, tập này mình chỉ trên đây thôi. Nếu bạn thấy hay và nếu bạn thấy hay và nói chung là không biết có bổ ích hay không, nhưng mà cũng được vài tình huống cho mấy bạn gì hơn nha. Nếu bạn thấy hay thì subscribe lại kênh của mình và đón xem những video tiếp theo. Hôm nay mình sẽ làm tới đây thôi. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.